Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác chiếc camera hành trình có model là West Vision N93. Chiếc camera này hiện tại là đang được rất nhiều anh em lái xe mua về và lắp ở trên xe. Chiếc camera hành trình West Vision N93 này được ví như là một trợ lý đắc lực cho các bác tài xế. Thì hôm nay em xin cầm được cái hộp ở trên tay, mở các bác xem toàn bộ cái sản phẩm West Vision N93. Và em sẽ nói sơ qua một chút về tính năng sản phẩm thôi. Chiếc camera này nó được gọi là thiết bị dẫn đường kết hợp camera hành trình ghi hình trước và sau. Chiếc camera West Vision N93 này nó sẽ bao gồm là có tính năng dẫn đường chỉ đường này, cho các bác muốn đi được từ điểm A đến điểm B như thế nào thì các bác sử dụng cái phần mềm dẫn đường. Và tiếp theo nó có hai chiếc camera, bao gồm một chiếc camera ghi hình ở phía trước và một chiếc camera hành trình ở phía sau. Chiếc camera ghi hình phía sau thì nó chính là một cái camera lùi luôn. Chúng ta có thể thấy này, ở trên hộp này, hệ điều hành Android này, ghi hình trước và sau này, có tính năng camera lùi này, màn hình thì cảm ứng điện rung này. Và ở trên cái camera này nó có tích hợp một cái phần mềm dẫn đường bản quyền của Navitel. Cái phần mềm này một năm cập nhật khoảng 3 đến 4 lần. Nên là cái dữ liệu ở trong cái đường ở trên camera này lúc nào cũng là mới nhất. Và nó có thể cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo lấn làn bằng giọng nói tiếng Việt. Và nó tự động ghi đè khi thẻ nhớ đầy. Và khi mà có xảy ra va chạm ấy thì nó sẽ tự động khóa cái video gần nhất vào. Ok. Đây là toàn bộ hộp của sản phẩm. Và bây giờ em sẽ mở cái hộp này ra để cho các bác xem ở bên trong nó có cái gì. Ok. Đầu tiên các bác có thể thấy đây là cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm ạ. Cuốn sách này là hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và các cái hướng dẫn đều có hình ảnh đi kèm. Nên là các bác dễ dàng các bác có thể nhìn theo và có thể làm cài đặt các thứ rất là dễ dàng. Ok. Nhà sản xuất có tặng kèm thêm một cái thẻ nhớ 16GB. Và ở đi kèm sản phẩm nó có một cái thẻ bảo hành chính hãng từ West Vision Việt Nam. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái hộp phụ kiện này. Và đây là hai cái hộp phụ kiện này. Hai cái hộp này em xin phép em sẽ mở sau một tí và em sẽ để nó ở trên này. Ok. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chính cái sản phẩm camera West Vision của chúng ta. Đây là toàn bộ sản phẩm. Đó. Chúng ta có thể dễ dàng gấp gọn nó lại để điều chỉnh các cái góc độ. Cái đây là cái camera trước này. Chúng ta cũng có thể dễ dàng điều chỉnh. Ở trên camera này thì nó có logo của hãng này, tên model này và series number của sản phẩm này. Ở bên dưới này chúng ta có thể thấy là cái khe cắm dây nguồn này. Chỗ này là cắm cáp tín hiệu của camera sau này. Và đây là cái khe cắm thẻ nhớ này. Tiếp theo là chân cắm GPS ở đây. Ở đây nó còn có một cái mic thu. Nó sẽ thu toàn bộ cái âm thanh ở bên trong của xe. Phía trước đây chúng ta có thể thấy đây là một cái màn hình có cái kích thước là 6,86 inch. Đó. Và cái nút nguồn được thiết kế rất là khéo ở đây. Ok. Trên đây là toàn bộ sản phẩm. Em sẽ đặt cái sản phẩm nó ở phía này. Khi mà lắp đặt thì chúng ta sẽ lắp như nó ở trên này. Và bây giờ em sẽ xin phép mở thêm cái hộp phụ kiện của nó. Đây là cái miếng dán 3M. Cái miếng dán này đây là bao gồm hai miếng. Chúng ta có thể dán nó ở hai cái vị trí này. Và sau đó là chúng ta dán trực tiếp ở trên cái táp lô. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dây tín hiệu GPS. Cái
dây tín hiệu này tí nữa lắp như nào em sẽ hướng dẫn các bác luôn. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái dây nguồn. Cái nguồn này thì nó cắm trực tiếp vào cái chỗ châm tẩu ở trên xe ô tô. Ở trên cái nguồn này nó cũng có logo của nhà sản xuất. Đây là chân cắm này. Cái chân cắm này là chúng ta sẽ cắm vào cái vị trí như này. Còn cái nguồn này thì em cũng nói luôn. Chúng ta sẽ cắm ở cái vị trí này. Đúng không ạ? Ok. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái cáp USB. Cái cáp này để chúng ta khi mà sử dụng để kết nối vào máy tính thôi. Là chúng ta có thể là update firmware hay là làm một số công việc khác. Đó. Còn chúng ta còn một cái hộp phụ kiện nữa ở trong này. Ở trong này nó sẽ có một cái đế. Cái đế này thì nó sẽ là thay thế hai cái vị trí này. Nó sẽ cắm vào cái chỗ này. Thì cái diện tích tiếp xúc của cái mặt đế này và cái mặt táp lô nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ chắc chắn hơn. Cái này cũng tùy vào từng bác thôi. Có một số bác thì có thể chỉ cần dán hai cái miếng 3M này vào hai cái vị trí này là được rồi. Còn bác nào muốn chắc chắn hơn, muốn ấy hơn, muốn diện tích tiếp xúc nó tốt hơn thì các bác có thể lắp vào đây. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái camera. Camera ở phía sau có chiều dài dây hơn 4 mét ạ. Đây ạ. Cái này thì chúng ta sẽ cắm vào cái camera. Còn đây là cái camera sau. Camera sau thì có 4 mắt LED hồng ngoại. Do vậy là giúp quay đêm rất là tốt. Ngoài ra thì nhà sản xuất cũng có đi kèm hai cái đinh vít để giúp chúng ta lắp cái camera này chắc chắn ở phía sau. Ở đây thì em đã đi dây cho cái camera sau này ở trên ô tô rồi. Và khi mà chúng ta lắp cái cam sau ấy thì sẽ có một cái clip để đi cái dây camera sau này và em sẽ các bác sẽ thấy ở em up ở trên YouTube đấy. Thế còn cái đầu của camera sau thì em sẽ để ở vị trí này. Đúng không ạ? Còn camera sau thì nó ở chỗ phần biển số của xe. Thì bây giờ em sẽ lắp clip này, em sẽ lắp luôn cho các bác để các bác xem. Đúng không ạ? Ở cái này chúng ta có thể thấy đây là cái dây tín hiệu cho camera sau này. Đó. Đây là chân GPS này. Ở chân GPS nha các bác có thể thấy này. Cái GPS này như ở trên xe em đã lắp sẵn rồi. Nó nằm ở vị trí này. Đúng không ạ? Chúng ta lắp ở đây rất là gọn. Và cái đầu GPS thì chúng ta đi dây theo cái mép này. Thì nó sẽ về đến đây. Đó, thì chúng ta lại cắm vào đây. Còn tiếp theo, cái dây nguồn. Cái dây nguồn thì cái clip này em sẽ không làm cái clip đi dây cho nó gọn. Nhưng mà em sẽ cắm trực tiếp đây để cho các bác thấy. Đúng không ạ? Sau khi cắm xong thì các bác mới bắt đầu dán cái dây băng dính ở đây. Đúng không ạ? Còn đây em để như này nó vẫn hơi lòng thòng nha các bác nhé. Còn cái dây này có thể đi gọn nó ở phía trước này cơ. Còn chiếc thẻ nhớ thì chúng ta cắm vào cái đây. Đúng không ạ? Ở đây chính là cái giao diện chính của cái camera của chúng ta. Ở đây là camera ghi hình ở phía trước này. Đúng không ạ? Hình ảnh rất là rõ nét ạ. Chúng ta có thể phóng to nó ra. Hình ảnh với độ phân giải 1080. Ở đây thì chúng ta cũng thể dễ dàng nhìn thấy ạ. Còn đây là phía sau, cái camera phía sau ạ.
Camera này đã được em lắp sẵn trước rồi ạ. Đúng không ạ? Còn chúng ta sẽ có một cái phần mềm dẫn đường thì ở đây. Nói chung là cái clip này em sẽ không nói nhiều về tính năng của sản phẩm, em chỉ giới thiệu về sản phẩm thôi. Thế còn các bác có thể xem thêm các cái clip mà em đã post ở trên kênh video đẳng cấp camera hoặc là trên fanpage. Thì các bác có thể thấy là cái sản phẩm camera hành trình kết hợp với dẫn đường này, West Vision N93 này, hiện bên em đang được làm nhà phân phối và bên em đang bảo hành cho sản phẩm là 24 tháng. Chế độ bảo hành là lỗi 1 đổi 1 trong năm đầu tiên. Hiện tại thì bên em có các cái chi nhánh đại lý ở cả Bắc Trung Nam. Các bác có thể vui lòng liên hệ với bên em để biết được cái đại lý ở gần nhất. Tiếp theo ấy, thì bên em có chế độ là giao hàng miễn phí. Các bác nhận được hàng, các bác ở xa ấy, có thể nhận hàng này, kiểm tra hàng hóa trước khi nhận, đúng không ạ? Rồi mới phải thanh toán tiền cho người giao hàng. Cái chính sách này ấy, để đảm bảo cho tất cả các bác không sợ bị lừa đảo khi mua hàng online trên mạng, đúng không ạ? Các bác nhận hàng rồi, các bác có quyền là kiểm tra hàng hóa trước khi mà chúng ta thanh toán tiền, nên là đảm bảo là chúng ta không bao giờ bị lừa đảo khi mua hàng online. Có cả sách hướng dẫn sử dụng. Và các bác có thể thấy là còn có một cái thẻ bảo hành đi kèm sản phẩm. Thì các bác có thể check bảo hành chính hãng. Còn nhà sản xuất ấy, là có tặng kèm thêm cái thẻ nhớ là 16GB. Đây ạ. Các bác đặt hàng ấy, thì có thể để lại cái số điện thoại, bên em sẽ có người tư vấn các bác trực tiếp. Còn đây là cái thẻ bảo hành này thì các bác dễ dàng có thể check xem có phải hàng chính hãng hay không. Bởi vì hiện nay chiếc camera này khi mà đã có nó hot như vậy, đã có một số nơi đã làm giả cái camera này và ship hàng đến không đúng như cái thông tin quảng cáo ở trên mạng. Bởi vì có nhiều cái thông tin của các bác bị lộ và người ta đã biết được cái điều đấy. Các bác đặt hàng thì để lại cái số điện thoại, hoặc là các bác có thắc mắc gì thì vui lòng comment cái câu hỏi ở bên dưới, bên em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bác. Ok. Và đây là chiếc camera hành trình West Vision N93 khi mà được lắp ở trên cái mặt táp lô, đúng không ạ? Các bác thấy thế nào ạ? Nó khi mà ở cái màn hình nó chờ nó nghỉ, nó có một cái đồng hồ rất là đẹp, đúng không ạ? Ok. Xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi clip và chúc các bác lái xe an toàn. Ok.